Rồi, nhảy số rồi. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ lên xe dọn đường để bắt đầu đi lưới chim ha. Thì lưới chim có dụng cụ gì đây? Này là cái cây sào 7 mét nha, hai cây. Rồi nữa loa để dụ tiếng chim. Còn đây thì là lưới nè, lưới 6 phân 30 mét. Còn là dây, dây liều móc à, dây túi đựng chim. Rồi giờ mình chuẩn bị lên đường thôi. Rồi giờ thì tới chỗ rồi ha, bắt đầu giờ mình ra nè, ruộng trống. Lúa bạc ngàn nữa không? Nghe tiếng cô nói kêu rồi đó. Cái đó để làm gì vậy? Dạ con đi lưới chim. À vậy hả? Nhiều không? Dạ giờ con ra mới lưới chứ con không biết là nhiều không nè. Ở đây chủ yếu là ruộng lúa không thôi con. Đây nuôi chó nhiều lắm, toàn chó hung dữ không à. Thấy chim nó bay ra từ hướng bên này qua đây. Giờ mình sẽ chăng lưới lên đây ha. Này giờ nó bắt đầu tiến hành lưới nha. Dạ không, đây lưới chim. Chim dạ. Ủa, thấy cả gái mà gái. Gái mà ngủ
em đi ba lưới thử. Dạ, cứu đất rồi đang kia. Nhỏ chứ đâu. Chắc là dính. Cửa là vô anh. Ủa mà biết được không đó chơi à. Nó đi thử mà. Biết là chăng lên là để giờ đi chịu lận đâu chịu đâu. Chịu tối nhiều á.
Giờ để tới tấu luôn á. Dạ, để nó khoảng 5 giờ đâu mấy chị. Được à. Này dạ, không chính là con biết không? Dạ chính. Chính rồi. Một cái gì đi phải cả chứ. Hiểu anh, hiểu lắm. Con người khoảng tới 7 giờ tối kìa. À, xong giờ đó tấu đi ăn cái bài nặng nặng vậy đó. Đó. Cái lại để luôn. Thì chủ yếu là cho nhóc nó lên gì hai đi nó chơi nè. Ờ, nhà dây 10 phút á. Đó, cái nhà lưỡi mà hả? Dạ. Giờ nó chịu nó dính ra được chừng 20 con vô bậy vô mặt luôn là thấy nó bội có màu nhậu rồi. Giờ đến neo á, neo cái nó căng đầu. Hồi nãy dở em tháo ra cái rung rung cột tay nó bắt thành cột luôn cắn lưỡi. Đi giờ đi giờ. Cái bả gì? Cái bút nữa, bút mình cái để nó bị tuôn dây cái giờ nó bị dính đầu nó. Mày nói có làm đâu á? Dạ, đầu chắc phải giờ nó chịu. Dạ đúng rồi. Không cái lưỡi này thì giờ thì nó nhẹ lắm, dưới dưới cái này là lên nè. Cái mày làm hồi trước là đi câu cá không thiếu không thiếu loại cần máy cần đồ cần tay gì thì đủ xong giờ bỏ chuyện qua chơi mấy con này còn dế không dạ được có là bởi cũng sẵn nào tối này là mà cần dế tao mới có gì nhưng mà sâu chỉ ăn được rồi hả sâu như mà đã nó không có tay nuôi nó nuôi được con gì á mà những con gì nụ có thẳng nó thôi à cái gì sáng rồi người ta đông bài ăn rồi mà xong rồi nghỉ rồi quét nhà lâu ngày đó thôi bây giờ thấy ảnh bài cái nuôi cái này nuôi kia mà thấy không có nào được nào nó bị đổ dây lại chắc ăn lên rồi đó. Dạ, tới được không? Cái giữa. Thì nó cái cây chống lên xong em miệt cho nó mất được. Cái này gói nó gắt nó là bỏ luôn không làm được. Nó nhiều ông chơi được á. Chiếc vô luôn rồi xong. Chụp khỏi xài.
Đây, sau gần một tiếng đồng hồ thì mình cũng chặn được lưới lên rồi. Giờ đang chờ thôi. Này là sào 7 mét nha các bạn. Hai cây, bên kia một cây, bên này một cây.